X51 Story mến chào quý thính giả. Vào thời thuộc nhà Đường thế kỷ thứ 7, ở Giao Châu có ông Phùng Tói, cái học rộng lại uyên bác, từng được vào cung hoàng đế Đường Cao Tổ dự yến tiệc và được bổ nhiệm làm quan ở đất Đường Lâm. Từ đấy Đường Lâm trở thành vùng đất của họ Phùng. Nó cũng trở thành một trong những cái nôi võ học với dòng võ Đường Lâm sản sinh ra rất nhiều anh hùng và danh tướng như Phùng Hạp Khanh, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Ngô Tuấn, tức Lý Thường Kiệt, Phùng Tá Chu danh tướng thời nhà Trần, Phùng Phúc Kiều danh tướng thời Lê, Ngô Từ Vị tướng khai quốc công thần hậu Lê. Họ Phùng ở Đường Lâm từ đời Phùng Tói cái trải qua 6 đời thì đến Phùng Hạp Khanh là cha của Phùng Hưng. Phùng Hạp Khanh còn có cô em gái là Phùng Thị Thảo. Phùng Thị Thảo lấy chồng là Phạm Nguyên ở Nam Sương, thuộc Cầu Giấy ngày nay. Gia đình ông Phạm Nguyên giàu có, sống nhân đức, ưa làm việc thiện, nhưng chỉ hiềm một nỗi mãi chưa có con. Hai vợ chồng ngày đêm lễ bái cầu xin trời Phật rủ lòng thương ban cho mụn con. Truyền rằng, một đêm, họ cùng nằm mộng thấy một vị thần mặc giáp sắt, đội mũ đồng, lưng đeo đai sắt, chân đi giày sắt, tay cầm long bài, quỳ trước sân mà nói rằng, lòng thành của vợ chồng người đã thâu đến thiên đình, ta vâng lệnh báo cho biết, Ngọc Hoàng Thượng Đế có sắc xuống cõi nam, ban cho một gái, hai trai để giúp dân, giúp nước. Nói xong vị thần biến mất, tỉnh dậy hai vợ chồng đều ngạc nhiên, vui mừng. Từ đấy bà Phùng mang thai, một năm sau thì trở dạ sinh ba, một gái hai trai. Người con gái cả được đặt tên là Phạm Thị Uyển, hai người con trai tên là Phạm Huy và Phạm Miện. Khi họ lớn lên, con gái mắt phượng, mày ngài, nổi tiếng xinh đẹp, nết na, có tài võ nghệ, hai con trai khôi ngôi, tuấn tú, giỏi cung kiếm. Sau này đều là các danh tướng trong cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng. Bấy giờ, đất nước ta đang bị nhà Đường đô hộ, căm phẫn trước chính sách bóc lột tàn bạo của kẻ thù. Năm Quý Sửu, tức năm 713, sau khi đã tổ chức được lực lượng, xây dựng được căn cứ, Mai Thúc Loan phát động cuộc khởi nghĩa ở Nam Đàn, Nghệ An. Quân khởi nghĩa nhanh chóng chiếm được Hoan Châu. Mai Thúc Loan đã tập hợp được quân dân 32 châu để cùng đánh giặc. Không những thế, ông còn vận động đoàn kết nhân dân các nước láng giềng để có thêm lực lượng chống nhà Đường. Sau khi lực lượng lớn mạnh, Mai Thúc Loan từ Hoan Châu tiến quân ra Bắc, đánh vào phủ thành đô hộ của giặc là Tống Bình Hà Nội ngày nay. Quân giặc đại bại, tên quan đô hộ quan Sở Khách chạy trốn về nước. Quân khởi nghĩa thu lại toàn Giao Châu. Sách Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, thời hậu Lê miêu tả rằng, Mai Hắc Đế nổi lên từ Châu Hoan, căm giận ngược chính của Sở Khách cất quân để đánh, phía Nam giữa đất Hải Lĩnh, phía Bắc chống lại nhà Đường, có thể gọi là bậc vua hào kiệt. Tương truyền, vì mến phục tài năng của Mai Thúc Loan, Phùng Hạp Khanh đã gả cháu gái của mình là Phạm Thị Uyển cho ông, lúc đó Phạm Thị Uyển 18 tuổi. Sau khi về nhà chồng, Phạm Thị Uyển cùng chồng là Hắc Đế Mai Thúc Loan chung vai gánh vác sự nghiệp. Vốn là người có chi khí, văn võ song toàn, am hiểu binh thư, sách lược đánh trận, bà thường bàn luận việc cơ mật với Mai Thúc Loan. Lúc bấy giờ nhà Đường không chỉ đô hộ An Nam mà còn muốn dùng An Nam làm nơi trung gian để tiến đánh các nước khác ở phía Nam. Nhờ sự hiến kế và giúp đỡ của bạn bè, Mai Thúc Loan dự tính tạo liên minh với các nước trong khu vực chống nhà Đường. Khi đưa quân đánh chiếm được Hoan Châu, Mai Thúc Loan lên ngôi vua hiệu là Mai Hắc Đế, nhằm danh chính ngôn thuận để liên minh với các nước khác. Theo sách Việt Điển U Linh, vua Lâm Ấp là Phạm Hề Dĩnh sai tướng Chu Hương An đem 10 vạn quân, vua Chân Lạp Hồ A Khiêm sai tướng Tham Ninh đưa 10 vạn quân cùng đến Hương Lãm, Nghệ An ngày nay, hội kiến và đứng dưới cờ nghĩa của Mai Thúc Loan, tạo thế liên minh quân sự chống lại nhà Đường. Mai Hắc Đế đưa quân Bắc tiến đánh bại quân nhà Đường. Sau chiến thắng, các nước láng giềng đưa quân trở về, đất nước được hưởng cảnh thái bình sau thời gian dài bị đô hộ. Phạm Thị Uyển trở thành hoàng hậu cùng Mai Hắc Đế lo việc nước. Dưới sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan, đất nước giữ được nền độc lập trong 10 năm. Tuy nhiên, quân Đường thua trận nhưng không chịu bỏ mộng xâm lăng. Bởi vậy năm 722, sau khi dẹp được nội loạn, hoàng đế nhà Đường lại sai Dương Tư Húc và Quang Sở Khách dẫn 10 vạn quân tiến đánh An Nam. Quân dân ta dưới sự lãnh đạo của Mai Hắc Đế phải đương đầu với đội quân mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Phạm Thị Uyển cùng Mai Hắc Đế cho quân lập các phòng tuyến trên sông Hồng. An Nam chỉ mới giành được độc lập nên quân sĩ chưa được huấn luyện nhiều, chủ yếu là lính mới, không có kinh nghiệm, phải chống lại đội quân chính quy của nhà Đường có quân số đông hơn. Quân An Nam không giữ được các phòng tuyến trên sông Hồng và phải rút. Vượt qua được các phòng tuyến trên sông Hồng, quân Đường tấn công vào thành Tống Bình, vị trí thành Thăng Long sau này. Trong trận quyết chiến ở phủ thành Tống Bình là người giỏi thủy chiến, bà dẫn đầu một cánh quân thủy giao chiến ác liệt với quân địch trên sông Tô Lịch là mặt Án Ngữ phía tây của thành Đại La lúc bấy giờ. Thế giặc mạnh làm cho đội quân gồm những nông dân khởi nghĩa phải lui dần. Qua nhiều trận đánh, vì yếu thế, Mai Hắc Đế rút hết quân về Hoan Châu. Phạm Thị Uyển tình nguyện ở lại chặn giặc. Là người giỏi thủy chiến, Phạm Thị Uyển đem binh thuyền bày trận trên sông Tô Lịch. Chiến đấu dũng cảm, nhưng do chênh lệch lực lượng nên quân của bà tan vỡ.
Thế Cùng lực kiệt nhưng quyết không để rơi vào tay giặc. Phạm Thị Uyển cùng số ít binh tướng còn lại nhảy xuống sông Tô Lịch tự vẫn vào ngày rằm tháng 7 năm Nhâm Tuất, tức năm 722. Thi thể của bà trôi dạt đến địa phận Trang Nhân Mục, nay là làng Hòa Mục, Cầu Giấy, Hà Nội, thì được nhân dân vớt lên chôn cất rồi lập đền thờ, phụng tôn là Ả Đại Nương. Đó chính là đền Dục Anh ngày nay nằm trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, quay mặt ra sông Tô Lịch, đoạn gần cầu Trung Hòa. Theo nhà nghiên cứu Phạm Thị Thúy Lan, tại đền Dục Anh có nhiều điểm rất đặc biệt. Đây là nơi duy nhất có mộ Ả Đại Nương ngay trong nội đền, ngay dưới ban thờ bà. Đền Dục Anh cũng là nơi có bức tượng bà được giới mỹ thuật đánh giá là bức tượng phụ nữ đẹp nhất ở nước ta. Sau nhiều trận đánh khốc liệt, từ lưu vực sông Hồng đến lưu vực sông Lam, cuối cùng Mai Hắc Đế thất trận, Thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan vỡ. Không đương nổi đội quân xâm lược, Mai Hắc Đế phải rút vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Tương truyền, con trai thứ ba của ông là Mai Túc Huy lên ngôi vua, tức Mai Thiêu Đế, tiếp tục chống trả các cuộc tấn công của nhà Đường tới năm 723. Còn Phùng Hạp Anh trở về quê nhà Đường Lâm, ông sinh được con trai là Phùng Hưng, sau này khởi nghĩa đánh tan quân nhà Đường lên ngôi vua, hiệu là Bố Cái Đại Vương. Trong lịch sử Việt Nam, nữ tướng đánh giặc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu không hiếm, nhưng Hoàng hậu cầm quân đánh giặc có lẽ chỉ có Hoàng hậu Phạm Thị Uyển. Dù là phận nữ nhi nhưng bà không chỉ an phận nơi hậu cung mà còn sát cánh bên chồng kể cả trên chiến trường. X51 Story luận bàn. Tiếp bước Bà Trưng, Bà Triệu, Hoàng hậu Phạm Thị Uyển lại làm cho lịch sử phải nhìn nhận lại vai trò của người phụ nữ. Bà là một điển hình tiêu biểu cho bản sắc Việt Nam nói chung, bản sắc người phụ nữ nói riêng. Nếu sinh thời nhà văn Nguyễn Đình Thi từng nói, dân tộc ta có tướng giỏi cầm quân và người phụ nữ là đáng để nói với thiên hạ, thì ở trong một hình tượng Hoàng hậu Phạm Thị Uyển dường như có sự tích hợp cả hai điều đó. Là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng bà cũng là một dũng tướng luôn sát cánh bên chồng, anh dũng chiến đấu để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Hành động sát cánh bên chồng cả khi xông pha trận mạc làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung son sắt trong câu ca dao. Đi đầu cho thiếp theo cùng, đắng cay thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Tương truyền, đến thế kỷ 15, khi nghĩa quân Lam Sơn tổng công kích quân Minh, trong một lần hành quân, Lê Lợi nghỉ đêm ở miếu Dục Anh. Lê Thái Tổ được thần báo mộng sẽ âm phù cho quân khởi nghĩa diệt giặc. Sau này khi lên ngôi vua, Lê Lợi sắc phong cho bà là Khiêm Sung Đại Vương. Hơn nghìn năm qua, người dân làng Hòa Mục tôn bà làm thành hoàng để thờ phụng. Trong tâm trí người dân, vị hoàng hậu dũng cảm là một vị thành hoàng che chở cho dân làng từ lâu. Tháng 8 hàng năm, họ tổ chức hội lớn để tưởng nhớ đến người anh hùng đánh giặc giữ nước. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.